Trong suốt vài ngày qua, loạt drama xoay quanh ba cái tên Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm, Hải Tú vẫn là chủ đề được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Theo đó, Hải Tú được cho là người thứ ba chen ngang giữa tình cảm của Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm khiến cặp đôi chia tay. Đáng chú ý, ngày 28 tháng 1, mạng xã hội còn lan truyền chóng mặt đoạn thư tình dài tận 4 đến 5 trang, được cho là của Hải Tú gửi tới chủ tịch Sơn Tùng MTP. Cho đến mới đây, bất ngờ xuất hiện một bài đăng của fan được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội với mục đích làm đảo ngược tình hình. Người này đặt ra thuyết âm mưu mới, cho rằng Thiều Bảo Trâm mới chính là người đứng sau tất cả mọi chuyện. Fan này cho hay, nữ ca sĩ và Sơn Tùng đã chia tay từ đầu tháng 12, nhưng cô quyết định chịu im lặng và đợi đến ngày hôm nay mới công bố mọi chuyện. Không chỉ vậy, 5 trang thư tình kia cũng được Thiều Bảo Trâm chỉnh sửa và tung lên nhằm dựng scandal cho đúng thời điểm. Những tưởng bài đăng này sẽ khiến nhiều người chuyển sang ủng hộ Sơn Tùng và Hải Tú, nhưng chiều hướng lại đối lập hoàn toàn. Phần đông netizen liên tục ném đá tác giả bài viết. Nhiều ý kiến cho rằng fan này cố biến giọng ca lạc trôi thành người bị hại, nhưng lại phản tác dụng khi gián tiếp thừa nhận bức tâm thư này là có thật. Thậm chí, netizen cho rằng nếu câu chuyện trên là đúng, Thiều Bảo Trâm vẫn là cô gái đáng thương nhất khi đã dành cả thanh xuân để yêu một người thay lòng đổi dạ. Tâm thư có thật, tâm thư có thật, tâm thư có thật, điều quan trọng nhắc 3 lần. Tôi tẩy trắng không nổi đâu. Có như thế nào thì cũng là người phản bội, định thanh minh gì vậy? Là hàng loạt bình luận của cư dân mạng được để lại dưới bài đăng. Tuy nhiên đến nay, đây mới chỉ là thông tin một phía từ fan này. Chỉ trong ít ngày bùng nổ, drama trà xanh của bộ ba Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm và Hải Tú đã diễn biến vô cùng phức tạp. Sau khi công khai nói lời thương em trước hàng nghìn khán giả, Sơn Tùng đã chính thức bỏ theo dõi bạn gái cũ Thiều Bảo Trâm. Trước đó, vào ngày 20 tháng 1, sau bài đăng ẩn ý chuyện tan vỡ, Thiều Bảo Trâm cũng đã bỏ theo dõi Sơn Tùng trên Instagram. Giờ đây, bên cạnh Sơn Tùng thì Hải Tú cũng là nhân vật được netizen quan tâm không kém. Giữa lúc ồn ào chưa lắng xuống, cư dân mạng lại truyền tay nhau thông tin nghi vấn cặp đôi đã cùng nhau bay từ Sài Gòn về Hà Nội trong ngày 20 tháng 1. Theo thông tin rầm rộ, Sơn Tùng, Hải Tú được cho là ngồi hạng ghế thương gia của một hãng hàng không. Bên dưới bình luận của bài đăng, rất nhiều bình luận còn xác nhận là đã nhìn thấy cả hai ở sân bay cùng ngày với khẩu trang kín mít. Chưa hết, theo nguồn tin thân cận, trong ngày 21 tháng 1, Sơn Tùng đã không có mặt ở Sài Gòn. Nếu nghi vấn trên là đúng thì mối quan hệ của Sơn Tùng, Hải Tú không còn đơn thuần là chủ tịch gà cưng. Trước đó, ngày 29 tháng 1, netizen tiếp tục soi ra một số điểm nghi vấn liên quan đến việc Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm đã rạn nứt từ lâu, tức là từ 6 tháng trước khi drama nổ ra. Được biết, vào tháng 8 năm 2020, Thiều Bảo Trâm đăng tải hình ảnh xóa hình xăm trên tay. Chính nữ ca sĩ cũng từng chia sẻ đó là hình xăm liên quan đến người thân. Giải đáp thắc mắc của fan, Thiều Bảo Trâm chia sẻ, Trâm thấy thật sự không hợp với hình xăm nữa, mặc váy thấy hình xăm là cứ thấy sai sai, rồi đi làm cứ phải che mất nửa lọ nền của chị make up, mà lý do to đùng vẫn là thấy không hợp. Qua chi tiết này, nhiều người nghi ngờ Thiều Bảo Trâm đã xóa hình xăm vì rạn nứt tình cảm với Sơn Tùng. Mới đây, drama cũng tiếp tục căng thẳng khi netizen rần rần truyền tay nhau hình ảnh cuốn vé máy bay được cho là của Sơn Tùng và Hải Tú. Theo như hình ảnh này, chuyến bay đã khởi hành vào ngày 20 tháng 1 năm 2021 với chặng đường đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Kết hợp với những thông tin đồn đoán về hình xăm của Thiều Bảo Trâm, netizen đặt ra nghi vấn cặp đôi Sơn Tùng Thiều Bảo Trâm đã rạn nứt tình cảm từ hồi tháng 8 năm 2020, sau đó chủ tịch đã hẹn hò người mới.